Hello anh chị em, lại là Linh đây. Các đội bóng lớn ở ngoại hạng Anh thì bắt đầu đá giao hữu tiền mùa giải rồi nên mình cũng phải bắt đầu đi xem các trận đấu đó thôi. Để xem là các huấn luyện viên của chúng ta đang thử nghiệm những gì cho mùa giải mới. Và sau khi xem qua Tottenham, Manchester United và Liverpool thì mình quyết định là sẽ làm về Liverpool luôn. Bởi vì dù sao thì mình cũng đang nợ các bạn một video về tân binh mới nhất, đó là Szoboszlai. Nhưng mà trước khi bắt đầu video thì anh em nhớ là hãy ghé qua website gentleman.vn để đăng ký membership ủng hộ bọn mình, cũng như tham gia vào cộng đồng Discord với rất nhiều hoạt động của bọn mình nhé. Nhớ like và subscribe luôn trước khi xem nữa. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta đã có thể khẳng định rằng là Klopp vẫn sẽ muốn đội bóng của mình chơi giống như giai đoạn cuối mùa trước. Chúng ta vẫn được thấy một cấu trúc 3-2-5 với một hậu vệ cánh bó trong chơi như một tiền vệ. Hôm qua thì Trent tạm thời chơi số 6 bởi vì không có Fabinho trong đội nữa. Một cầu thủ trẻ mang tên là Bradley sẽ là người đóng vai trò của hậu vệ cánh phải như trên hình. Bộ ba trung vệ trong hình được tạo nên từ hai trung vệ cộng với Robertson. Phần còn lại của đội hình thì gần như không có thay đổi gì so với bộ khung ở giai đoạn cuối năm ngoái. Trong khi đó, tân binh nhận được nhiều sự chú ý, đó là Szoboszlai thi đấu như một số 8 dâng cao, đúng như những gì mà chúng ta thường dự đoán. Cầu thủ người Hungary được chơi tương đối tự do khi mà anh di chuyển sang trái sang phải tùy ý. Tiền vệ còn lại là cầu thủ trẻ mang tên là Clark sẽ phải di chuyển sang cánh ngược lại để phù hợp với ông anh tân binh của mình. Szoboszlai với sự tự do đó thì khá là thoải mái trong việc đảo vị trí đi bất kỳ đâu để tìm kiếm những khoảng trống ở giữa hai tuyến phòng ngự đầu của đối thủ. Nếu chúng ta ví khối phòng ngự 4-2-4 siêu hẹp của Karlsruhe, đội này khó đọc thế, như một phần mềm bản quyền thì chắc chắn phần mềm này sẽ rất là ế, bởi vì họ chỉ trụ vững được có tầm 10 phút trước khi bị Szoboszlai crack thành công. Tình huống dưới đây là hình ảnh mà chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều trong trận đấu, khi mà Szoboszlai di chuyển không bóng vào giữa khối phòng ngự của đối phương để nhận bóng và xử lý cực kỳ tự tin và nhanh nhẹn. Ở hiệp 2 thì khi không còn Szoboszlai trên sân nữa, một tân binh đắt giá khác đó là Mark Allister sẽ đóng vai trò tương tự như vậy, tìm kiếm khoảng trống, di chuyển nhận bóng và tìm cách kết nối với những đồng đội xung quanh. Đó, không có gì đặc biệt về hệ thống của Liverpool cả đâu, cho nên chúng ta hãy chuyển nhanh qua phần sau nhé. Szoboszlai có hay hay không? Thì câu trả lời là có. Đầu tiên, với sự tự do được trao như đã nói thì Szoboszlai sẽ thường xuyên được cầm bóng và xử lý. Cầu thủ người Hungary xử lý bóng trong những tình huống như vậy khá là đa dạng, có thể là cầm bóng, dê bóng hoặc là truyền ngay đều rất là ok. Kỹ thuật nền của Szoboszlai khá là tốt nên dù phải nhận bóng ở giữa vòng vây của đối thủ thì anh cũng khá là tự tin xoay sở, vì dù sao thì đối thủ của Liverpool cũng chỉ là một đội bóng vô danh thôi mà. Thế nhưng điều khiến mình ấn tượng nhất ở tân binh này chính là kỹ năng truyền bóng. Mình phải nhấn mạnh lại là đây là trận đầu tiên mình xem Szoboszlai, trước đấy mình chưa xem anh ta bất kỳ một trận nào cả đó. Cho nên trước trận thì mình có ngó qua thông số truyền bóng của cầu thủ này và mình thấy rất là ấn tượng. Anh đứng ở top 5% tiền vệ công thực hiện nhiều đường truyền nhất mỗi 90 phút, top 8% những người chọc khe nhiều nhất và top 7% những người đảo cánh thường xuyên nhất ở vị trí này. Và những gì diễn ra trên sân cho thấy rằng những con số này cũng khá là đúng đấy. Klopp cho phép Szoboszlai truyền một cách tương đối là liều lĩnh và lãnh trọng trách sáng tạo, bởi vì là trận này Trent là số 6 không dâng quá cao đâu. Tất cả những đường truyền của anh trong trận này mình thấy đều rất là hay, những đường truyền có quỹ đạo tốt, tốc độ vừa phải và quan trọng nhất là nó có ý đồ ấy. Tỷ lệ truyền dài thành công cực cao lên tới 67,8% thì cũng được thể hiện trong trận này khi mà những pha phất dài, chọc khe tầm xa và đảo cánh của Szoboszlai nhìn rất là sướng mắt, rất là chuẩn và thoáng. Szoboszlai trận này cũng cho thấy rằng mình là một mũi tấn công rất là nguy hiểm. Khi mà không ở gần bóng thì Szoboszlai sẽ bật chế độ tiền đạo ngay lập tức, nhờ có những chân chạy cánh nguy hiểm là Diaz và Salah bám biên để kéo giãn hàng thủ. Cũng như là mấy ông kia thì thực ra khổ thủ không hay lắm, cho nên là Szoboszlai đã nhiều lần khai thác được những khoảng trống ở giữa trung vệ và hậu vệ biên, cũng như là có được những cơ hội nhất định. Tiếc là 45 phút thì là hơi ít để anh có thể dứt điểm và ghi bàn. Đây là một trong những pha bóng điển hình cho những cái tình huống như vậy. Nhận ra Trent đang có rất là nhiều không gian để tung ra những pha phất dài sở trường của mình, cũng như là một khoảng trống rất là lớn ở giữa bộ tứ vệ của đối phương, thì Szoboszlai quyết định là tăng tốc và chạy thẳng ra sau lưng hàng thủ để nhận đường truyền. Ý đồ thì là có, nhưng mà đường truyền của Trent thì đã bị trung vệ của đối phương bắt bài mất rồi. Trước trận thì mình còn nghe nói là con hàng này sút xa kinh lắm. Mình thấy khoảng cách sút trung bình ở trên FB Ref là 23,1m, là cũng thuộc diện rất là xa nếu mà so với các tiền vệ công khác, nên cũng khá là tò mò. Trận này thì mới đá có 45 phút nên chưa có cơ hội cho anh thể hiện khoản này, nên chắc chắn mình sẽ còn xem thêm những trận đấu sắp tới của Liverpool nữa. Nếu mà Szoboszlai có thể đá được như này và thậm chí là tiến bộ hơn cũng như là ăn ý hơn với đồng đội mới thì mình nghĩ là sẽ rất khó để bản hợp đồng này có thể thất bại được. Bên cạnh Szoboszlai thì mình cũng sẽ nói qua về một bản hợp đồng nữa, đó là Mark Allister. Cầu thủ người Argentina cũng chơi ở vị trí số 8 dâng cao như người đàn em của mình, nhưng mà được trao ít sự tự do hơn và mang ít trách nhiệm sáng tạo hơn. Cựu sao Brighton trận này đứng khá là cao
không khác gì một số 10, do đối thủ của họ chơi thủ mà nên tuyến dưới cũng không cần hỗ trợ gì nhiều. Đây là một pha bóng thể hiện vị trí đứng mà Mark Allister thường xuyên chọn, một vị trí ở ngay trong lòng khối thủ của đối phương. Ở những vị trí như này thì khả năng giữ bóng nhìn rất là yên tâm của Allister thực sự là một điểm cộng. Khác với những pha xử lý rất là nhanh, trực diện và tự tin của Szoboszlai, Allister sẽ luôn chủ động bảo vệ trái bóng thật là chắc trước sự áp sát của đối phương trước khi đưa ra quyết định xử lý. Trong video nói về Allister thì mình cũng có nói rằng là dù Allister không phải là một chân kiến tạo quá khủng và cũng thường xuyên chuyền ngắn thôi, nhưng mà nhìn kỹ năng chân cẳng như thế thì mình tin là nếu phải chuyền hay thì vẫn chuyền hay được. Trận hôm qua thì đúng là như thế, Allister cho thấy rằng là anh vẫn hoàn toàn có thể gây tác động rất lớn lên trận đấu ở khu vực 1/3 cuối sân bằng những đường chuyền của mình. Nhưng mà bên cạnh những điểm sáng thì việc thủng lưới tận 2 bàn trước một đội bóng hạng 2 thì cũng không phải là một chuyện vui vẻ gì lắm đối với một đội như là Liverpool, đúng không? Chúng ta hãy cùng ngó qua bàn thắng thứ hai, bởi vì ở đây chúng ta được nhìn thấy một điểm yếu rất là rõ rệt. Trong pha bóng này thì Liverpool vẫn sử dụng khối pressing 4-3-3 cộng với một hậu vệ gần bóng dâng cao hơn. Cái khối này họ vẫn dùng suốt từ đầu trận, nhưng mà trong pha này nhá, nhìn kỹ này, chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi với các tiền vệ của họ. Cầu thủ mà mình đang khoanh ở trên hình không có bất kỳ một ai theo kèm trong phạm vi vài mét, và đương nhiên là anh ta nhận được chuyền dài của đồng đội rất là thoải mái. Tsimikas là người nhận ra trước tiên luôn và lao lên, nhưng mà đương nhiên là cũng không kịp. Mà khi anh ta đã lao lên rồi thì kết quả của pha này đương nhiên là một pha 3-2 và Liverpool thủng lưới. Đương nhiên là chơi pressing thì phải đánh đổi khoảng trống, nhưng mà pha này thì họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Vị trí của cầu thủ đang chơi tiền vệ lệch trái đang chọn là hoàn toàn vô nghĩa, trong khi tình huống đó còn cái ông chơi tiền vệ trụ thì chỉ đơn giản là ông ấy đang nhìn bóng để làm cái gì đấy ấy. Chứ vị trí đó thì cũng không hề giúp cho ông ta kèm được ai hoặc là che được đường chuyền nào hết. Đó, kệ mấy cái tiếng background đi nhá, ông Sơn ông nấu mì coi như ASMR. Ok, mình phải nhắc lại đó là hiệp 2 thì mình nhìn đội hình của Liverpool mình cũng chả biết ông nào với ông nào, tại vì toàn cầu thủ trẻ ấy. Nhưng mà trẻ đến mấy thì trẻ, nhưng mà chọn vị trí kiểu đấy là chết dở rồi. Những cái pha như này ấy, chính là những pha mà nó nhắc chúng ta về việc là tại sao Klopp vẫn cứ đang phải tìm thêm một tiền vệ phòng ngự để thay thế cho Fabinho. Không tìm không được. Đó, ấn tượng nhanh là vậy thôi, chứ chúng ta sẽ còn phải xem thêm một vài trận nữa của Liverpool thì mới biết được. Anh em còn muốn xem đội nào tiền mùa giải nữa không thì gợi ý cho mình nhá. Hiện tại thì mình mới xem được có Tottenham, Liverpool, MU, Arsenal mình chưa có kịp xem, Chelsea mình cũng chưa xem. Anh em có gợi ý thì cứ comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Mẹ sao video hôm nay nhiều xe máy với cả nấu mì thế nhỉ?